Trong chương trình thời sự tối ngày 19 tháng 11, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lữ qua phần giải trình, tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các ông bà Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Khoái Châu. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Khoái Châu phản ánh nhiều đoạn tuyến của hệ thống sông Bắc Hưng Hải, sông Cửu Yên, sông Châu Giang đã lâu chưa được đào vét ảnh hưởng đến dòng chảy, tăng cường thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp xả thải vào hệ thống sông trục trên địa bàn huyện Khoái Châu. Cử tri kiến nghị một số nội dung, đó là đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng bổ sung cống lấy nước sạch tại vị trí trạm bơm Nghi Xuyên để phục vụ công tác tưới tiêu. Ngoài ra, cử tri còn đề nghị tăng cường các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương, cần sớm hoàn thiện ban hành luật khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện, tăng cường tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ cấp xã, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung hướng dẫn một số khái niệm thuật ngữ vào luật đất đai. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh giải trình trả lời một số vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của cử tri. Các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng. Đồng chí cũng làm rõ một số cơ chế chính sách các cử tri quan tâm và thông tin thêm tới các đại biểu và cử tri tình hình thế giới, tình hình chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước.